xin được thông báo những lưu ý về việc tham dự thánh lễ trực tuyến của Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam. 1. Chuẩn bị tâm hồn và y phục như tham dự thánh lễ tại Hòa Đạo với cộng đoàn phụng vụ. Có thể đọc kinh, suy niệm lời Chúa trước giờ tham dự trực tuyến. 2. Tham dự thánh lễ trực tuyến như khi đang hiện diện giữa cộng đoàn phụng vụ tại Hòa Đạo. Không làm việc riêng, vẫn thưa đáp, thực hiện các tư thế, cử chỉ tôn kính và giữ thinh lặng theo quy định của thánh lễ. 3. Hiệp ý với chủ tế để cầu nguyện cho các nhu cầu của hội thánh, cộng đoàn và cá nhân, đặc biệt cho các nhu cầu khẩn thiết trong cơn đại dịch này. 4. Cần có tâm hồn thành tâm thống hối và ước ao kết hợp với Chúa bằng việc rước lễ thiêng liêng. 5. Sau khi tham dự thánh lễ cách trọn vẹn, cần ý thức sống giá trị bí tích vừa tham dự và bổn phận loan báo tin mừng cứu độ. Giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng họp với lời kinh chuẩn bị tâm hồn hiệp dân thánh lễ. Xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng Giê-dô can thánh tông đồ, thì rồi chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi Giê-dô chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng được Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa con. Con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phán vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống hề làm người. Chịu nàng chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa con. Con trông cây vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đang lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hương phước đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai đắng. Amen.
Lạy Chúa con. Con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trong tốt trong lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhang, nào cùng đến trước thiên nhang, dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con, sáng soi trên đường thế gian mịt mùng, dìu con tiên bước về nơi ước mong. Dẫu ngàn nguy khó giăng rêu trên đường, con đến dâng lễ vâng với bao tâm tình hòa bình, với lòng khoan dung tha thứ, với tình yêu thương thấm thiết. Con đến dâng hiến tế, Chúa là tình yêu bao la, đôi nhận lễ con dâng cha. Thiên tha xin dâng lời mỗi chân tình con đặng nơi Chúa, là tình yêu muôn người thâm thiết. Chúa ơi, đây lòng con tha thứ, xin nhận cho trái tim hòa bình. Con đến dâng lễ vâng với bao tâm tình hòa bình, với lòng khoan dung tha thứ, với tình yêu thương thâm thiết. Con đến dâng hiến tế, Chúa là tình yêu bao la, đôi nhận lễ con dâng cha. Thiên tha xin nhận lời. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con luôn khát khao được rước Chúa ngự vào lòng con. Song bây giờ con chẳng thể rước mình thánh Chúa, thì ít nữa xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Ngay khi Chúa đến, con giữ chân Chúa và toàn thể con người con kết hiệp với Chúa. Xin đừng bao giờ để con phải xa lìa Chúa. Amen. Con không xin bàn phàn làm hèn ố đôi tay, con không cầu danh vọng làm hư mất lương tri. Khi con kêu khấn Ngài, nghe tiếng con van Ngài, con xin lấy mâu hồng dâng hiến tế hôm nay. Con không xin ngọn tìm quên lãng chua cay, con không cầu im hàn vùi sâu những cơn đau. Khi lâm cơn khốn cùng, xin giữ con kiên cường trong dòng tố bao bùng. Con vui
sáng soi đường, con đâu có lo gì. Bao nhiêu cơn giông tố vững niềm tin ra đi, con luôn luôn trung tùng bằng trái tim rung động. Tình yêu luôn kiên vững, có ngày đâu lẽ lối. Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang hợp nhau cầu nguyện. Tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng tin Chúa, trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa trang lời ca, con tình tin Chúa, trái tim nở hoa. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngồi hài xuống thế làm người. Chúa tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kéo phải chết tươi ăn năn tội tráng kim. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào,
thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa, con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trông cậy đó Thánh Nương Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đương nữ đồng trinh hiển vinh sang lang. Hằng chứa chúng con chớ khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy ra tìm cực thanh cực tịnh đó Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy ca thánh tử Đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.